Lâu lắm rồi á, mình mới đi ra lại nơi này. Ngày hôm nay nước cũng cao nên là không có ra được mấy cái gò đá đó. Hôm bữa thủy triều nó thấp á, mình có thể ra được mấy cái gò đá này. Mà bây giờ thì nước nó cao rồi. Bây giờ là 1 giờ 10 phút rồi, nước cao. Nó mấy con cá thò lò quá trời. Bắn teo à, bắn me à, không có ai á. Này thì lâu lâu có người nè, có mấy người ra đây uống nước nè rồi quăng ly ở đây luôn. Thấy ở phía ngoài xa không, có một cái cồn két á, có những ngày á mà nước nó thấp á đến nỗi mà mình á, có thể mà mình bơi ra ngoài kia được luôn, với sự trợ giúp của áo phao nha. Cái cây cột cờ đó đó, nó chèo cái miếng vải đen á, là nước nguy hiểm á. Ra tới ngoài đó là mặt nước rất là nguy hiểm, không có nên ra, nước nó chảy xiết á. Có nguyên một cái bệ xi măng để mình đi lòng vòng ở trên này. Chỗ này giống như là mình bá đạo luôn á, không có ai ra ngoài đây á. Đứng tử trên này nè, nhìn xuống nè, nó rớt xuống một cái thì đương nhiên là nước rớt xuống đây á, thì nước nó cũng chưa có sâu gì mấy, nhưng mà rớt quá cao quá sẽ bị thương thương tật. Ở ngoài đó là cái cọng cát á, để zoom to lại nha. Đó, nó là một cái cọng cát thôi, chủ yếu á, là nó không phải là đất nha, mà nó là những cái cây đó, những cái cây đước á, nó mọc rễ cao lên á. Mình nghĩ ngoài đó là có mấy con cua này kia nó trốn ngoài á, mà đâu có ai đi ra ngoài được đâu, sao biết được. Này vắng quá trời luôn, trưa cũng nắng nữa. Không biết á, ở cái khu này á, những cái ngày mà mưa bão nó sẽ như thế nào. Thấy không? Này nguyên khu này. Vắng teo luôn, không có ai đó, không có ma nào đó. Đây là cái bến tàu, nó đã từng là cái bến tàu mà lâu rồi, bây giờ thì nó bị bỏ hoang, người ta không sử dụng nữa, mà người ta cũng không có đập, người ta để như vậy luôn. Đi ra ngoài kia, nước ngày hôm nay cũng nó cao mà cũng chưa có cao gì mấy, hôm bữa nước nó dâng lên tới đó luôn, dâng lên tới đó luôn, còn này nước nó cũng thấp thấp. Nhưng mà có những ngày á mình ra nước nó càng queo à. Nước nó càng queo mình ra được không? Mấy cái ụ đá ở phía bên dưới luôn. Nè có cái cây nè. Những người á mà họ ra đây á họ hay check-in cái cây này lắm. Cái cây cô đơn. Nè, có một cây à. Đó có một cây thôi. Nó cô đơn nè. Có cây này nó nghiêng nó cô đơn, còn mấy cây này thì nó dính chùm lại. Đi dọc qua bên đây thử xem, dọc qua bên đây thì cũng được đó, nhưng mà được cái rác quá trời luôn, người ta ăn uống chơi bời gì cắm trại cắm gì á, xong rồi rác quá trời. Ồ mình nghĩ mình đem bếp ra đây nè, mình nướng mình cắm trại này kia cũng được, có mấy cây củi khô nè, nhóm lửa này kia cũng được á. Nè ở đây nè, mặt bằng phẳng nè, mình có thể nướng và sau đó ngồi chiêu cũng được. Đi xuống mấy cái mỏm đá thử xem. Có những ngày á nước nó dâng lên cao lắm, nó cao tới đây luôn. Hôm bữa mình đi xuống đây nè, mình dọc nước ở đây nè đó, nhưng mà đâu có biết á, sảy chân một bước là thụt xuống một cái rất là sâu luôn. Nên nó giả dụ á mà có đi biển này nọ thì đi cũng 2-3 người, chứ có cái gì á thì còn giúp đỡ nhau được,
chứ còn có một mình với lại cái khu này vắng hoe, nhiều lúc đó mình bị cái gì cũng chẳng ai biết. Mấy khu nhỏ nhỏ quá trời, nó bò ở trên. Mà thiệt sự luôn á là không biết nó là cái con cua gì á, nhiều loại cua lắm, nó còn nhỏ xíu à nên là cũng không biết nó có độc hay không, có ăn được hay không. Thấy con cua thì cái càng nó tím tím đó, nó càng cái càng nó tím tím mà không biết là phải con cua mặt quỷ hay không. Nó này mấy con này hay là con ba khía hay con gì á, quá trời luôn mà không biết là con gì, sợ giống như con cua mặt quỷ á nè. Nó không, nó bò đó, nó bò quá trời. Quá trời. Nó bò một đống luôn. Bò đằng kia quá trời luôn. Mấy con hào nè, bỏ hào chứ mấy mấy con hào. Đó, hôm bữa á, là nước á, nó thấp đến nỗi mình đi ra mấy cái kè đá đó được luôn, còn giờ nước cao rồi đổ ra được đâu, không có thấy mấy kè đá, không có ra ngoài đó được.